Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Ngày hôm nay Thùy Dương rất là may mắn nhận được quyển sách Trước khi bão lụt tràn tới, Bảo Đại và Trần Trọng Kim và Đế quốc Việt Nam quý vị, của tác giả Phạm Cao Dương. Thì Thùy Dương muốn dùng thời gian của mình để Thùy Dương sẽ đọc hết nội dung trong cái quyển sách 800 trang này. Thùy Dương sẽ chia ra thành từng đoạn nhỏ. Và Thùy Dương hy vọng rằng với cái sự nỗ lực cố gắng của mình sẽ nhận được cái sự hưởng ứng của các bạn ở khắp mọi nơi, ở trong nước và ngoài nước cũng vậy, để chúng ta nghe xem là cái quyển sách mà Trước khi bão lụt tràn tới nó như thế nào. Và cái mục đích của Thùy Dương làm đó quý vị, để nhằm chống lại cái sự tuyên truyền dối trá mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã viết lại lịch sử sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quý vị. Và đây là cái phần lời mở đầu cho kỳ tái bản lần thứ nhất. Và Thùy Dương muốn đưa hết tất cả những cái nội dung trong quyển Trước khi bão lụt tràn tới đến cho bà con. Sau khi cuốn sách này được ấn hành lần thứ nhất vào đầu năm 2017, tác giả đã nhận được nhiều sự khuyến khích và gợi ý qua các thư từ, điện thoại hay bài viết từ các vị thức giả, các thân hữu hay độc giả nói chung gửi về. Tác giả vô cùng cảm kích và xin được hết lòng đa tạ. Trong ấn bản lần thứ hai này, tác giả căn cứ vào những gợi ý của quý độc giả, sửa lại một số sai lầm hay thiếu sót do lỗi đánh máy hay sơ suất, còn bỏ sót của chính tác giả khi đọc lại, hoặc viết thêm để bổ khuyết, trong đó có thắc mắc về quốc hiệu Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim lựa chọn, và hai tiếng bão lụt trong nhóm chữ Trước khi bão lụt tràn tới trong nhan đề của cuốn sách Trước khi bão lụt tràn tới, Bảo Đại, Trần Trọng Kim và Đế quốc Việt Nam, giai đoạn ngày 9 tháng 3 năm 1945, 30 tháng 8 năm 1945. Về quốc hiệu Đế quốc Việt Nam, vì danh xưng này mang nhiều ý nghĩa phức tạp, liên hệ tới địa lý, lịch sử của nước nhà và quan điểm của các nhà lãnh đạo đương thời, tác giả quyết định viết thêm một chương mới, chương 20, để giải thích và trình bày rõ ràng hơn những ý nghĩa sâu xa, đẹp đẽ và mang nặng tính cách nhân bản của bốn chữ này. Còn về hai tiếng bão lụt, tác giả xin được thưa ngay ở đây là nhằm nói lên sự tàn phá khủng khiếp của những biến cố xảy ra sau khi vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim không còn nữa. Nói rõ hơn là sau cách mạng 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, lật đổ chính phủ này và những biến cố tiếp theo. Tất cả được ví với hai thiên tai khủng khiếp đối với người dân Việt Nam ở các miền đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung. Lý do là vì riêng bão không cũng đã quá đủ, vì sao bão người ta còn có thể vớt vát từ các mảnh vụn còn sót lại để xây dựng hay sửa chữa, từ đó tái tạo được phần nào cơ nghiệp cũ, làm chỗ nương thân. Còn bão mà lại thêm lụt, tiếp theo thì tất cả những gì còn lại không những chỉ bị cuốn theo dòng nước mà còn bị tràn ngập, ung thối và mục nát thì không có thể nào dùng được nữa. Biến cố 19 tháng 8 ở đây được ví như trận bão và các biến cố tiếp theo là lụt. Khoan nói tới đạo và tặc, ví như vậy chắc chắn có nhiều vị độc giả không đồng ý, nhưng đó là những sự thật đã xảy ra với cuộc chiến 30 năm và cuộc cách mạng nhằm thực hiện xã hội chủ nghĩa song hành, là những sự kiện thực sự đã xảy ra, tốt hay xấu tùy theo người nhận định, trong đó có chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Điều quan trọng là người ta phải phân biệt đâu là sự kiện và đâu là ý kiến, một kỹ năng người học sử, dù là ở bậc sơ đẳng, cần phải có mà các học sinh trung học và ngay cả tiểu học ở Hoa Kỳ phải phân biệt fact và opinion. Thời chính phủ Trần Trọng Kim cầm quyền là thời kỳ chuyển tiếp, đúng hơn một khúc quan lớn, bất ngờ và vô cùng quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại. Sau đó mọi sự đã đổi khác. Quan trọng là vì chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại hơn 10 thế kỷ, trong một thời gian ngắn hoàn toàn không còn nữa và được thay thế bằng những chế độ hoàn toàn khác, kéo theo những giá trị và mọi khía cạnh của cuộc sống của người dân. Có điều không chỉ người dân trong khí thế bồng bột, sốc nổi của thời đại không hiểu rõ bản chất của sự thay đổi đó là gì, mà ngay cả những người lãnh đạo cũng chỉ hiểu một cách lờ mờ, để sau đó không còn giữ được thế chủ động nữa mà tùy thuộc thế giới bên ngoài. Lý do là những mục tiêu, mơ ước của cuộc cách mạng mà họ chủ trương và thực hiện không bắt nguồn từ nội tại mà từ ngoại lai, với những vấn đề không giống nhau, nếu không nói là hoàn toàn khác.
Một vài bạn đọc cũng hỏi tác giả rằng ngoài bài hát bắt đầu bằng câu 1-2 ta đi 1-2 rồi tiếp nối bằng câu cướp lấy chính quyền, tác giả còn nhớ thêm chuyện gì khác cụ thể nữa không? Xin thưa rằng có, đó là một cảnh liên hệ tới cuộc cướp chính quyền ở huyện Vụ Bản thuộc tỉnh Nam Định, nơi người thân sinh ra tác giả làm hiệu trưởng trường tiểu học từ nhiều năm. Tất nhiên ở tuổi lên 9 tuổi Tây, 10 tuổi ta, tác giả khó mà nhớ được ngày nào. Mà chỉ nhớ rất rõ vào một buổi xế chiều, khi đang chơi ở trước cửa nhà bên đường từ chợ Dần, tức đường tỉnh lỵ Nam Định vào huyện lỵ, thì thấy một đám chừng vài chục người, ăn mặc, lôi thôi, lóc thóc, đa số là trẻ con, dẫn đầu với một người đàn ông mặc chiếc áo lương cũ đã bạc màu. Ngoài thắt một cái thắt lưng màu đỏ, chân đi đất. Tác giả nhận ra người này trước đó làm nghề câu ném ở chợ Dần. Tất cả đi vào huyện đường không xa, tất cả chỉ có thế. Sau đó vài hôm thì nhà sách bên cạnh nhà tác giả và cũng là nhà người bạn cùng lớp và cùng dự kỳ thi sơ học yếu lược năm đó với tác giả. Hiện còn sống ở Florida, anh Nguyễn Văn Nhờ. Bị bắt cả nhà, trừ anh Nhờ vì còn nhỏ. Căn nhà cũng bị tịch thu vì sau đó tác giả thấy trên cửa cổng sơn màu đỏ, nhà anh đóng kín có dán một thông cáo viết bằng giấy học trò, trên có mấy chữ, nay tịch thu gia sản của tên ký TH. Đó là tên cụ ký rượu, như người ta thường gọi ông cụ, dưới ký tên Trần Đắc là tên của anh chàng câu ném ở chợ Dần. Với chức vụ bây giờ là huyện ủy huyện Vụ Bản, tất cả chỉ có thế. Đây là lần đầu tiên tác giả được nghe tới bốn chữ sau này rất phổ thông là tịch thu và bị bắt. Ít ngày sau thì gia đình cụ ký rượu được thả và trở về sống ở nhà cũ của mình, nên để ý là thời các vua nhà Nguyễn muốn làm tri huyện, ứng viên ít nhất phải đậu cử nhân hán học, nhiều khi là phó bản hay tiến sĩ và phải tập sự ở các bộ ở kinh đô một thời gian với tư cách hành tẩu. Ở thời Pháp, ban đầu họ phải tốt nghiệp trường hậu bổ, sau này khi có trường luật ở Đại học Hà Nội, đương sự phải có bằng cử nhân luật và cũng phải tập sự trước khi được bổ nhiệm. Trần Đắc xuất thân là một anh chàng câu ném, bỗng nhiên trở nên huyện ủy, thay thế tri huyện cũ là ông Huyện Định. Người được biết là có bằng cử nhân luật sau năm 1975 và đến đầu thập niên năm 1990, tác giả được biết Trần Đắc vẫn còn sống. Không rõ ông ta đã có thêm những thành tích gì sau tháng 8 năm 1945. Sự kiện này tác giả nghĩ là có thể kiểm chứng được. Phải chăng đó là một khía cạnh nhỏ của cách mạng tháng 8? Việt Minh cướp chính quyền, khúc quanh lớn đã đưa Việt Nam vào những cơn lốc kinh hoàng của thế kỷ 20 với những tàn phá cả về vật chất lẫn tinh thần mà hơn 40 năm sau, khi chiến tranh chấm dứt, người ta vẫn chưa phục hồi lại được. Trong khi các nước Á Châu khác, mặc dầu cũng là thuộc địa cũ của các đế quốc thực dân đã tiến xa vượt bậc. Cuối cùng, vì biến cố Việt Minh cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945, không chỉ lật đổ Hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim, chấm dứt triều đại nhà Nguyễn mà thôi, mà còn chấm dứt luôn cả chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại trên 10 thế kỷ ở Việt Nam. Tác giả thấy cần thiết viết thêm đôi dòng về chế độ chuyên chế này. Đó là trái với nhận định thông thường của thời khoa học, kỹ thuật và dân chủ hiện đại. Chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam không phải là một chế độ toàn trị, bạo tàn nhằm bóc lột người dân mà là một chế độ được xây dựng trên lý thuyết nhân trị và đức trị của các nhà nho với những chủ trương dân chủ lấy dân làm gốc ẩn tàng phía sau. Mặc dầu vua được coi là nhận mạng trời, tức là thiên mạng, thay trời trị dân, quyền hành vô giới hạn, nhưng không phải là tuyệt đối. Thiên mạng được trời trao cho vua với sứ mạng là đem lại thái bình, thịnh trị cho đất nước và cơm no áo ấm cho người dân. Sứ mạng này thường được nói tới qua lời mở đầu của các sắc chiếu của nhà vua. Thừa thiên hưng vận, hoàng đế sắc chiếu, có nghĩa là thừa mạng trời để làm hưng vận nước. Hoàng đế ban chiếu, chừng nào vua còn làm tròn được sứ mạng này thì thiên mạng còn. Chừng nào không làm tròn sứ mạng này thì dân có quyền nổi lên chống lại và thiên mạng sẽ bị trời thu lại, trao cho người khác, thường là người lãnh đạo cuộc nổi dậy. Mầm dân chủ như vậy đã nằm sẵn trong hai chữ thiên mạng này rồi.
Quan niệm ý dân là ý trời luôn luôn được nhắc tới cùng với không biết bao nhiêu là thí dụ qua 10 thế kỷ lịch sử tồn tại của chế độ này. Làm sao giữ được mạng trời, làm sao duy trì được sự nghiệp của tổ tiên là những điều các vua luôn luôn ngày đêm bị ám ảnh và sợ hãi, lúc nào cũng coi như đang đi trên ván mỏng. Người ta chỉ cần đọc những lời dụ tự bắt lỗi mình của vua Tự Đức trong Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập là có thể thấy rõ điều này. Vua Bảo Đại khi chọn ba chữ dân vi quý từ sách Mạnh Tử làm khẩu hiệu của mình chắc chắn là chịu ảnh hưởng của quan niệm này. Về phần tăng bổ, ngoài một số hình ảnh cũng dựa theo khuyến cáo của độc giả để cho có sự quân bình, tác giả cho in thêm toàn bộ bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh mà trong bản in đầu vì bản này quá dài và nghĩ rằng độc giả có thể tìm đọc dễ dàng so với bản tuyên ngôn của Hoàng đế Bảo Đại, tác giả đã không cho in. Cũng vậy với hai bức thư của Đông Cung Thái tử Bảo Long bên cạnh bài diễn văn của giáo sư Vũ Quốc Thúc. Thêm nữa về hình ảnh, có độc giả gợi ý nên in thêm vì trên mạng có nhiều tác giả xin cảm ơn và ghi nhận nhưng tạm thời chưa làm hết được vì cần phải thận trọng, phối kiểm kỹ càng hơn. Huntington Beach đầu thu 2017, Phạm Cao Dương. Kính thưa quý vị, đó là cái lời mở đầu ha. Thùy Dương muốn chia sẻ với quý vị về quyển Trước Khi Bảo Lục Tràn Tới của Phạm Cao Dương. Và Thùy Dương sẽ trở lại trong những phần đọc tiếp theo. Và Thùy Dương rất mong muốn các bạn trẻ tại Việt Nam, nhất là các bạn trẻ tại Việt Nam, cố gắng nghe từng cái nội dung này để chúng ta hiểu và chúng ta chống lại cái sự tuyên truyền dối trá trong cái lịch sử mà Cộng sản Việt Nam đã viết. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe phần chia sẻ này của Thùy Dương. Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh, thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.